Đây là lỗi xuất phát của giải nghị của nó có một sản phẩm người. Đó là thằng người. Đây là hình ảnh dây ngò chùa Ombudia tập dợt trên dòng sông Mắt Rô chuẩn bị thi đấu nha quý vị. Và đây nữa, vẫn tập dợt và để thử cần câu nha quý vị. Dập nhiều thuyền đua dòng sông có lúc thì Dương thấy là về ông kia tập rất là mệt mỏi, tập ít quá giờ mấy tối con nói thiệt tại mình không mất luôn thuyền đi hay giờ giờ hay giờ giờ xa để dặn hay xa để dặn mừng lên tư trai hát ở dưới cho đời vui hay giờ giờ hay giờ giờ xa để dặn hay xa để dặn tuột ngua xa dâm sắc xa qua hay giờ giờ hay giờ giờ xa để dặn hay xa để dặn tuột nương chắc xa qua lên tận tây hay giờ giờ hay giờ giờ xa để dặn hay xa để dặn tuột ngô bóng nắng dây lọt ở dây tam chẳng qua hay giờ giờ hay giờ giờ đúng rồi mua gì bên kia kìa nó mới vào mua gì rồi xuất phát. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi xem lại các trận xuất phát của Dragon Ombudia giải nhì Dragon Unbox 2020 như thế nào nhé. Phải nắm dây ổng cho đi. Rồi kêu người ta cầm dây mới vừa đụng vô cầm dây cái ổng thổi cái đi rồi. Thuyền ngò lướt sóng nhanh thật nhanh, chào dân sức sống với những niềm tin dân lấy mùa xuân. Hey giờ giờ hey giờ giờ, hey giờ giờ hey giờ giờ. Tuột ngô xa dâm sắc thơ qua hay giờ giờ hay giờ giờ xa để dặn hay xa để dặn tuột lương chắc thơ qua lên tầng xây hay giờ giờ hay giờ giờ xa để dặn hay xa để dặn đây là lượt xuất phát của Eno Umbia giờ Eno của ông Thơ Giòn nữa vậy. Thank you.
đây là đội ghe đặc biệt, cặp ghe hai anh em bơi cùng nhau. Đó là ghe hai ghe của chùa Như Gia Ông Duyên ấy vậy. Đây là ghe Ông Duyên và ghe thứ hai ấy vậy, đang xuất phát. Và đây cũng là cặp đấu đầy kịch tính, ghe ngò Ông Duyên và ghe ngò của chùa Quan Thông Xa. Và hình ảnh xuất phát cuối cùng là ghe ngò của chùa Ông Duyên và ghe ngò của chùa Tâm Đức 2 đang xuất phát. Hai ghe tranh giải nhất nhì đó nghe gì. Và kết thúc trận đấu giải đua ghe ngò Ông Bóc 2020 thì ghe ngò của Ông Duyên đã được giải nhì nghe gì. Trên sông quê hương cờ vui xuân sang lời ca tưng bừng. Thuyền ngò lướt sóng nhanh thật nhanh, thuyền ngò lướt sóng nhanh thật nhanh, chào dân sức sống với những niềm tin nhanh lấy mùa xuân. Hey yeah yeah, hey yeah yeah, hey yeah yeah, hey yeah.